Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và lại là mình đây, Tu Trần ha. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm vàng dành cho người mới nha. Ok, tại vì có một số thành viên hỏi ấy, cho nên là mình sẽ làm video này cho một số bạn mới mới chơi về Monster Legend để cách biết cách kiếm vàng nhanh nha. Ok, hi guys, welcome back, welcome to Monster Legend. I'm Tu Trần and welcome to my channel. And today I make video about how to get more gold fast for beginner. Ok. Rồi đầu tiên là các bạn chỉ cần xây cho mình cái nếu mà các bạn có một số vốn trước ấy, nghĩa là khi mà vào game nó game sẽ cho mình một ít vàng đúng không? Thì các bạn nhiệm vụ của các bạn là sẽ xây cho mình cái nhà nature này các bạn. Nhà nature 28 này nè. Nguyên tố thiên nhiên này các bạn. Cái nhà nguyên tố thực vật ha, nhà nature ha. Thực vật lá cây gì đây này. Ok, tại vì sao mà mình phải xây nhiều cái này? Tại vì cái này á khi mà trữ vàng các bạn. Nếu mà các bạn nâng nhiều ha. Nếu các bạn nâng cấp cái này lên nhiều ấy thì cái mát gold này các bạn là cái số lượng vàng có thể trữ được trong cái nhà này đó là nó nhiều hơn những cái nhà khác các bạn. Đó thì là đây là nguyên nhân vì sao mà tất cả mọi người mới chơi đều phải xây cái nhà này các bạn, xây cái nhà chứa nó quái vật này. Rồi mọi người cho mình xây cho mình nhiều nhà lên nha, nhiều nhà nó chơi này lên, xây lên xong rồi nếu mà có tiền là cứ nâng cấp lên, có tiền là cứ nâng cấp lên ha. Này cứ có tiền thì cứ upgrade lên các bạn. Này mình upgrade lên ạ, 1 phút ha. Thôi chờ mình xíu, 56 giây. Rồi sau mà khi mà nâng cấp lên á thì các bạn like cho mình sử dụng like cho mình các bạn sử dụng hai bạn này nè. Đây. Đây hai bạn này là các bạn trong cái rương ha. Đây này Chiza like với lại Grinasaur. Hoặc là Chiza like với lại Fisor ha. Rồi. Các bạn khi mà các bạn like thì các bạn sẽ có nhận được Bandaken. Ok. Rồi thì các bạn up cái Bandaken, up bằng Bandaken này vào trong cái nhà áp trứng ấy, sau rồi các bạn nhặt Bandaken nhiều vào. Nhặt Bandaken đặt vào trong đây ha, đặt vào trong cái nhà nurture này các bạn. Ok, đặt vào trong cái nhà nurture này nè. Rồi khi mà cứ up rồi đặt vào đây. Nào nâng cấp Bandaken lên tầm level 10 hoặc level 15 gì đó. Ok. Rồi càng nhiều Bandaken và càng nhiều cái nhà Nature Habitat này thì các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều vàng luôn, mình đảm bảo luôn nha. Đó, như vậy là cái khởi đầu của các bạn chỉ cần làm vậy thôi thì vàng của các bạn rất là nhiều. Và khi mà đã có vàng rồi thì mình có thể xây nhà thức ăn ha, nhà thức ăn và nâng cấp nhà thức ăn. Thì lúc đó thì mình sẽ sử dụng vàng để trồng thức ăn, thì lúc đó thức ăn mình sẽ tự lên các bạn, không cần gì nhiều đâu. Ok ha. Đó rồi mình tổng kết lại nè, các bạn cứ xây cái nhà càng nhiều nhà nature này cho mình, nâng cấp nó lên, xong rồi lại tạo các bạn quái vật Tiza lại với lại Grinasaur hoặc là Fisor ha, để nhận được Bandaken. Rồi đặt Bandaken vào đây, càng nhiều Bandaken càng tốt nha. Xong rồi mình nâng cấp Bandaken lên, up level lên tầm 10 đi, 10-15 thôi là được rồi. Rồi cứ làm như vậy, nhăn cho mình thiệt là nhiều lên ha, thì các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều vàng. Ok, easy ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn tiếng Anh cho một số bạn ở nước ngoài này. Hello guys, the first you can unique buy the nature habitat. Yeah, nature habitat. And upgrade it. Okay, and you need breeding teaser. You need breeding teaser and Fisor or a teaser and green dinosaur. Forget Bandaken. You need more Bandaken and hatching Bandaken boot in the nature habitat. Okay. You need hatch more Bandaken and put in this nature habitat. And repeat. You need put more nature habitat and Bandaken. So you can get
you can get more gold, and you go, you can get more food. Yes, this is very easy for a beginner. You can fly more selection easy, and you can get free gold, more gold. Okay. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì xin cho mình một like, một đăng ký cũng như là một chia sẻ để có để mình có thể động lực làm các video hướng dẫn sau. Ok, chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye. Ok, bye my friend. Don't forget to subscribe, like and share to my channel. Thank you and see you in the next video. Bye.